Em được biết mình đã sử dụng sản phẩm multivitamin của Special Kids cho hai bé nhà mình. Nhân đây thì em cũng muốn mình có thể chia sẻ một chút cảm nhận khi sử dụng sản phẩm ạ. Mình đã mua sản phẩm cho một bé 9 tuổi và một bé 4 tuổi nhà mình. Thì hai bé đều rất là thích sử dụng sản phẩm bởi vì sản phẩm dạng siro dễ uống và có vị ngọt, ngọt nhẹ thôi và vị cam thơm nên là hai bé đều không có khó khăn gì khi uống cũng như là rất là hào hứng khi uống sản phẩm. Chị cho em hỏi một chút là trước đây thì mình đã sử dụng cũng như là mua tìm hiểu sản phẩm ở đâu được ạ? Mình đã mua và tìm hiểu sản phẩm ở hiệu thuốc uy tín ở gần nhà thì cũng rất là dễ mua, dễ tìm thôi. Không biết là hai bé nhà mình đã sử dụng được một liệu trình chưa hả chị? Rồi, hai bé đều đã sử dụng một liệu trình rồi. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn buổi phỏng vấn ngày hôm nay của chị, là bên nhãn hàng cũng có một phần quà nho nhỏ tặng chị, đó là một hộp bổ sung sắt cũng từ Siro, từ Special Kit ạ. Em cảm ơn chị rất là nhiều vì đã tham gia. Chị chào em nhá. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em 8 tuổi. Chị được biết là mẹ có sử dụng canxi, vitamin D từ Special Kit cho em. Mình không biết là cảm nhận của mình về vị của canxi, vitamin D như thế nào nhỉ? Ngon và dễ uống ạ. Lần đầu tiên mình uống thì em thấy có khó uống gì không? Không khó uống gì ạ. Nếu bây giờ mẹ vẫn tiếp tục sử dụng của canxi, của vitamin D của Special Kit thì em vẫn thích đúng không? Vâng ạ. Ok nha, chị cảm ơn nha. Kit Vision cho con, thì chị có thể chia sẻ cho em chút những cái cảm nhận cũng như là chia sẻ của mình khi sử dụng sản phẩm được không ạ? Chào em, bé nhà chị thì năm nay gần 4 tuổi và bé bị cận bẩm sinh từ lúc 2 tuổi và trong suốt 2 năm qua thì bé cũng đã sử dụng cái sản phẩm Special Kit dành cho vitamin như cái mắt ấy. Thì chị thấy là trong 2 năm bé uống thì cái chỉ số không bị tăng mà cái hương vị thì bé rất là thích. Ngay từ lúc đầu tiên bé uống thì đã thấy rất là hợp tác và lúc nào cũng muốn là mẹ cho con uống vitamin. Chị nghĩ đây là một cái sản phẩm mà rất là thích hợp và rất tốt cho bé, cho mắt của bé. Hiện tại chị mới đang dùng cái sản phẩm mắt này thôi, nhưng mà được biết là còn có những cái sản phẩm về vitamin canxi, vitamin D rồi là nhiều các loại omega nữa, thì chị nghĩ là chị cũng sẽ sử dụng các sản phẩm khác nữa cho bé. Cảm ơn chị rất nhiều ạ.